for Malaysia, 9.66. Tiếp theo là vận động viên Sini của Malaysia. Sini của Malaysia cũng đánh giá rất cao ở bài thi Thái cực quyền. Như vậy là sau hai bài thi Thái cực quyền và Thái cực kiếm thì vận động viên Lilwell của Indonesia đang có được số điểm cao nhất. Ở hai bài thi thì ở bài thi Thái cực kiếm, vận động viên Lilwell giành được số điểm là 9.70 và 9.60 ở bài thi Thái cực quyền. Trong khi đó thì vận động viên Trai Phong Anh giành được cho mình ở bài thi Thái cực quyền là 9.66 và tấm huy chương đồng ở nội dung này sẽ thuộc về một trong hai vận động viên, đó là Ratana Oksaro của Thái Lan hoặc là vận động viên Sini người đang trình diễn. Trong biểu diễn thái cực quyền cũng như thái kiếm thì các viên cần phải thể được cái hồn nội tâm của người biểu diễn. Trong lúc thi triển động tác thì toàn bộ tâm trí của một viên phải để hết ra phần tay và phần chân của mình, làm sao cho đường kiếm đi theo đúng ý muốn. Lúc trầm, lúc bổng, lúc khoan thai, lúc dũng mãnh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì đoàn thể thao Việt Nam sẽ có những tấm huy chương vàng liên tiếp về với đoàn thể thao Việt Nam, giải tỏa cơn khát vàng. Đoàn thể thao Việt Nam đấu nằm trong top 3 quốc gia đứng đầu của khu vực, giành được từ 60 cho đến 70 huy chương vàng, và điều này đoàn thể thao Việt Nam đang hoàn toàn có thể năng giành được. Các bạn thân mến, các bạn đón xem, vừa đón xem những nội dung thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay ở các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 25.